Sông Lam Gan về cơ bản cũng thi đấu với sơ chiến thuật 4-4-1-1. Đứng trong cầu môn là thủ môn trẻ Nguyên Mạnh. Bộ đội vào chiều nay ở vòng 9 V-League chỉ có duy nhất một trận đấu, đó là trận đấu giữa hai đội Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Chiều mai ở vòng 9 V-League có hai trận, TVT gặp Kiên Giang và Đồng Nai gặp Bình Dương. Lần đầu tiên trong lịch sử V-League có một trận derby của miền Đông Nam Bộ giữa Đồng Nai và Bình Dương. Hiệp một trận đấu giữa hai đội Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu. Những trận derby Bắc Trung Bộ giữa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An bao giờ cũng... Ngày hôm nay Sông Lam Nghệ An đầy đủ cầu thủ, trong khi đó đội bóng của mình. Lúc này Hữu Thắng có hai trợ lý ở đội Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ cánh trái bên phía đội chủ nhà. Tình huống va chạm rất nguy hiểm. Quế Ngọc Mạnh là anh ruột của Quế Ngọc Hải, cầu thủ đá dự bị của Sông Lam Nghệ An trong ngày hôm nay. Đường chuyền của Lê Văn Thắng, Abad. Abad đã không thành công khi đối mặt với thủ môn của Sông Lam Nghệ An. Pha lên bóng rất nguy hiểm của đội chủ nhà Thanh Hóa. Vừa rồi là một... Chúng ta xem lại pha chuyền bóng rất nhanh của Lê Văn Thắng. Một tình huống rời cầu môn chủ động ghi được 6 bàn. Đồng thời có đường tiềm năng cầu thủ trẻ rất tốt. Cho dù đá trên sân nhà nhưng nếu Thanh Hóa chơi phòng ngự phản công thì theo chúng tôi đó là một chiến thuật hợp lý. Lúc này Hoàng Văn Bình và Hector đang là hai tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm đã chơi tốt từ đầu mùa giải. Không vào. Tình huống rất sợ. Pha dứt điểm của Trọng Hoàng, rất may là bóng không chui vào lưới. Giải phòng ra Vin Bian đã không thành công. Một phần giải phòng mùa trước chơi quá kém. Đường truyền của Nasir Asep. Abad đối mặt. Thêm một lần Abad gây sóng gió về cầu môn của huấn luyện viên Mai Đức Chung, là một người rất thành thạo với lối chơi phòng ngự phản công. Thêm một lần thủ môn trẻ Abad. Từ đầu trận Abad thường xuyên dạt sang bên trái. Đó là nhiệm vụ trước đây thường thuộc về Patio. Nasir Asep. Vẫn là cầu thủ Thanh Hóa. Có vẻ như bóng vừa chạm tay cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Chúng ta xem lại tình huống. Đúng là bóng đã chạm tay cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Nasir Asep là người đá phạt góc. Rất nguy hiểm. Pha bóng rất đẹp. Một tình huống mà các cầu thủ Thanh Hóa đã tập luyện kỹ. Hậu vệ cánh trái Xuân Thành trước đây từng là một tiền đạo. Nasir Asep đá phạt góc điểm rơi rất chính xác. Và Xuân Thành tung ra cú vuốt bóng điệu nghệ. Rất nguy hiểm. Thủ môn Vĩnh Lợi đã kịp cảnh giác.
ở những phút vừa qua trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Không vào, vẫn không vào. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của Tô Vĩnh Lợi. Trên hàng tấn công của Sông Long Nghệ An, bộ đôi Calvin Brian và Dương Plaza tỏ ra rất nguy hiểm. Rất tiếc cho Dương Plaza. Abbas. Không vào. Liên tục những pha dứt điểm của hai đội. Vừa rồi là cú đá của Khánh Lâm, cầu thủ trưởng thành từ Lò Thể Công. Khánh Lâm là cầu thủ có thể đá. Cũng phải nói là tình huống chạm tay vừa rồi của Sông Long An diễn ra rất nhanh. Trong tình huống mà ở vòng cấm của đội khách có rất đông cầu thủ. Chúng ta xem lại pha vào bóng rất nguy hiểm của Trọng Hoàng. Rất may cho Trọng Hoàng khi anh chỉ phải nhận thẻ vàng. Đó là một lỗi xứng đáng phải nhận thẻ đỏ của Trọng Hoàng. Đến lúc này ở V-League Exim Bank 2013 có hai cầu thủ đã ghi được 8 bàn là Musa của Ninh Bình, của Hà Nội TVT đã ghi được 7 bàn, Abbas của Thanh Hóa đã ghi 6 bàn. Các cổ động viên của Sông Long một hình ảnh. Calvin Brian, Công Vinh chuyền bóng cho Trọng Hoàng, không được. Thêm một lần Trọng Hoàng có cơ hội để dứt điểm rất gần cầu môn. Công Vinh tỏ ra rất thuần thục với những pha chuyền bóng kiểu này. Trọng Hoàng không vào. Thêm một cơ hội bỏ lỡ. Pha dứt điểm của Plaza Dion. Đội chủ nhà đã không được hưởng phép lợi thế. Rất nguy hiểm. Lê Đức Tuấn đang ngã. Chuẩn mực của một cầu thủ châu Âu. Pha va chạm giữa Lê Công Vinh và Đức Tuấn. Đây là tình huống xứng đáng thổi penalty. Pha xử lý của Trọng Hoàng. Calvin Brian. Trọng Hoàng không được. Thêm một pha dứt điểm. Trận đấu đang diễn ra rất hay. Cái thiếu duy nhất đến lúc này là bàn thắng. Một pha bọc lót tốt. Abbas. Dứt điểm. Không vào. Và rất sắc bén. Abbas vẫn là cầu thủ có vai trò rất lớn trong lối chơi của Thanh Hóa.
trong. Do năm nay các đội bóng ở V-League khó khăn và mỗi đội chỉ được đăng ký 3 ngoại binh nên các đội đã thường xuyên sử dụng cầu thủ trẻ hơn. Đó có thể là một thuận lợi cho huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc trong việc hướng đến SEA Games cuối năm nay. Không được, pha dứt điểm bị với. Và như vậy là trọng tài Trần Trung Hiếu đã nổi còi khép lại hiệp một trận đấu giữa hai đội Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Hết hiệp một tỷ số vẫn là không đều. Hiệp một đã diễn ra rất sôi nổi. Ở hiệp một của trận đấu nhìn chung khán giả đã được mãn nhãn với những gì hai đội thể hiện. Hiệp hai của trận đấu đã bắt đầu. Trọng Hoàng. Pha phạm lỗi của Âu Văn Hoàn. À bắt. Rất mạnh mẽ. Vẫn là bắt. Tỷ số đã mở cho đội chủ nhà Thanh Hóa. Màn đồng tiến tuyệt vời quá bắt. Trong hiệp 1 của trận đấu, Abad đã chơi rất xuất sắc. Và vừa rồi một mình anh đã có pha solo tuyệt vời vượt qua hai trung vệ của Sông Lam Nghệ An và mở tỷ số. Đây là trận đấu mà Thanh Hóa không có sự có mặt của Patio, người thường xuyên làm bóng cho Abad. Abad nhiều tình huống đơn độc nhưng tỏ ra vô cùng sung mãn. Từ lâu việc dùng loa điện để cổ vũ đã trở thành một đặc sản của sân Thanh Hóa. Và vừa rồi thì những chiếc loa điện đã có dịp phát huy hết công suất. Abad vượt qua cả hai trung vệ Huy Hoàng và Mạnh Hùng. Tuy nhiên trước đó Nasir Aset đã lại chứng tỏ đẳng cấp với một pha đá phạt bất ngờ. Abad quá hay ở tình huống solo vừa rồi. Anh đã có được. Pha phạm lỗi của Kevin Vian. Thẻ vàng xứng đáng dành cho Kevin Vian. Văn Bình, Trọng Hoàng, Hector, Kevin Brian, đối mặt, tỷ số đã san bằng một đều. Có đông ga thủ áo vàng nhưng họ đã phòng ngự không tốt. Pha ghi bàn thứ ba mùa giải này của Kevin Brian, tiền đạo người Jamaica. Đến lượt cổ động viên của Sông Lam Nghệ An có gì bạn mừng. Trong số những cổ động viên xứ Nghệ có mặt trên sân có khá đông đại diện của nữ giới. Động tác quạt bóng rất tốt của Kevin Brian, anh đã loại Đức Tuấn và sau đó dứt điểm hạ thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Kevin Brian cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của mình ở tình huống vừa rồi. Sông Lam Nghệ An tiếp tục thay người. Vào sân là Quế Ngọc Hải, cầu thủ mới 20 tuổi, em ruột của Quế Ngọc Mạnh. Rời sân là... Vào sân là số 20, Nghiêm Xuân. Một pha xử lý không thành công. Nasir Aset
rất hiểm, không vào. Cú đá thẳng vào cầu môn của thủ môn Nguyễn Mạnh. Đến lúc này nhìn chung Nguyễn Mạnh đã chơi tốt trong cầu môn của Sông Lam Nghệ An. Chúng ta đang chứng kiến buổi tường thuật của đài truyền hình kết số VC trận đấu tại vòng 9 V-League Eximbank 2023 giữa hai đội Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Lúc này tỷ số đang là 1-1. Đối mặt rất tốt, tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Thêm một lần huấn luyện viên Sứ Thành có gì ban mừng. Đã có những lúng túng nhất định trong khâu phòng ngự vừa rồi của Sông Lam Nghệ An. Sau những lần Thanh Hóa vượt lên dẫn trước, Tiểu Mai Đức Trung vẫn không giấu được sự lo lắng bởi vì thời gian vẫn còn rất nhiều. Chúng ta xem lại bàn thắng của Thanh Hóa. Pha dứt điểm của Lê Văn Thắng và vẫn lại có dấu ấn của Natiasek. Không phải Lê Văn Thắng, đây là bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Nghiêm Xuân Tú. Chúng tôi xin nhắc lại là Xuân Tú 23 tuổi, từng thi đấu cho Hà Nội TVT. Đó thật sự là một dấu ấn rất đáng nhớ của Xuân Tú trong màu áo mới Thanh Hóa. Thực sự là một cuộc đấu trí rất hấp dẫn giữa hai nhà cầm quân, một người kỳ cựu Mai Đức Trung và một huấn luyện viên trẻ tuổi Nguyễn Hữu Thắng. Khi mà Hữu Thắng còn là một tuyển thủ quốc gia thì ông Mai Đức Trung từng là trợ lý ở đội tuyển. Với bàn thắng vừa rồi thì Xuân Tú trở thành cầu thủ thứ 7 của Thanh Hóa ghi bàn trong mùa giải này. Lê Công Vinh đã trở lại từ trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai sau hai trận anh phải nghỉ vì có vấn đề về đường tiêu hóa. Trong hiệp 1 của trận đấu, mặc dù đội Thanh Hóa bị chặt ở cánh nhưng Công Vinh cũng đã chứng tỏ phần nào tầm ảnh hưởng của mình. Khi còn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn trước thì trong mùa giải V-League 2007, Lê Công Vinh và đồng đội đã từng có một màn kinh hoàng ở Thanh Hóa khi bị cầu thủ bên rượt đuổi. Cú đá không thành công của Lê Công Vinh. Ở mùa giải 2007, khi mà Thanh Hóa mới lên chơi tại V-League, trong hoang rời sân, có vẻ nhanh đã bị nhát chân sau một tình huống suýt phải nhận thẻ đỏ ở giải U21 báo thanh niên. Phi Sơn và Mạnh Hùng. Tại V-League, hàng rào thường xuyên không đứng đúng cự ly 9m15. Rất nguy hiểm, bóng đập đất. Một pha xử lý vất vả của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Trong đó Thanh Hóa vẫn có thể thay thêm hai cầu thủ. Chúng ta cùng xem lần nữa bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của cầu thủ vào sân thay người Nghiêm Xuân Tú. Nghiêm Xuân Tú là con trai của Nghiêm Xuân Mạnh, cựu tiền đạo đội Đường sắt Việt Nam. Sau này Nghiêm Xuân Mạnh đã từng là huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Hà Nội ACB. Đường truyền của Mạnh Hùng.
pha xử lý không thành công của Công Vinh. Rất nguy hiểm, Abbas. Vẫn là Abbas. Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-1. Không, đó không phải là bàn thắng. Trọng tài trên sân yếu cho rằng Abbas đã phạm lỗi. Không rõ là Abbas có động tác túm kín. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống gây tranh cãi. Cầu thủ chuyền lên là Lê Đức Tuấn. Bóng đi ra ngoài và trọng tài cũng đã căng cờ. Giữa Abbas và thủ môn của Somalian diễn ra trong vòng 5m50 vừa rồi. Quốc Phương vào sân thay cho Nasir Aset. Rất nguy hiểm. Nghiêm Xuân Tú không thể vượt qua cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Thêm một lần chúng ta thấy tài nghệ của Nasir Aset với một tình huống kiến tạo tuyệt vời. Đến lúc này Thanh Hóa vẫn có thể thay thêm một cầu thủ. Hiệp 2 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Có thể trung vệ Mạnh Hùng sẽ đá quả phạt này. Tỷ số được san bằng 2-2. Không, trợ lý trọng tài đã căng cơ. Đến lượt cao thủ Sông Lam Nghệ An tiếc nuối. Rất chính xác, Hector là cầu thủ đã xuống cuối cùng. Anh chính là cầu thủ dứt điểm. Ở vòng đấu sau, Sông Lam Nghệ An trên sân nhà gặp Đồng Nai. Thanh Hóa cũng đã sân nhà vòng sau và gặp Đà Nẵng. Rất chính xác, đây là tình huống mà Hector đã viên vị. Là khu vực bảo vệ thủ môn. Thanh Hóa thay cầu thủ cuối cùng. Rời sân là tiền vệ trung tâm Nguyễn Thế Dương. Vào sân là cầu thủ mới 20 tuổi Lê Xuân Anh. Trận đấu đã bước vào những giây cuối cùng.
Khán giả Thanh Hóa đang chờ đợi trận thắng đầu tiên của đội nhà sau 5 trận liên không thắng ở V-League. Cổ động viên Thanh Hóa đã đứng cả dậy. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Sông Lam Nghệ An thua trận thứ 2.